Vừa qua, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã công bố kết quả giải thưởng báo chí bảo vệ cuộc sống năm 2018, lần đầu tiên tổ chức viết về ngành bảo hiểm nhân thọ. Giải thưởng nhằm tôn vinh những nhà báo đã có đóng góp trong việc tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa nhân văn của ngành bảo hiểm nhân thọ trong cuộc sống và vai trò quan trọng của ngành đối với công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của đất nước. Việc các nhà báo thấu hiểu được sự cần thiết phải có sự đồng hành của bảo hiểm nhân thọ trong cuộc sống rất quan trọng, để từ đó có thể truyền tải thông điệp tích cực này đến cộng đồng. Giải thưởng không nằm ngoài mục đích cổ vũ các anh chị nhà báo quan tâm nhiều hơn đến ngành và tiếp tục có những tác phẩm chất lượng hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của ngành bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng. Đây là một trong số những nỗ lực để nâng cao nhận thức về bảo hiểm nhân thọ trong cộng đồng, thuyết phục người dân dành một phần ngân sách đều đặn, kỷ luật để bảo vệ cho mình và gia đình, để người dân ý thức rằng việc có một người bạn đồng hành trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống là điều cần thiết. Vâng, và thưa anh Dũng và anh Hồ, chúng ta cùng tiếp tục câu chuyện ban nãy. Nếu như mà nói về vì sao mà người dân cần phải sử dụng cái bảo hiểm nhân thọ đó, thì một vài quan điểm mà tôi đọc được đơn giản nhất là nếu như mà một người có một cái người phụ thuộc thì nên sử dụng bảo hiểm nhân thọ. Ví dụ như là tôi có ba mẹ già hoặc là có anh chị em cần phải lo lắng mà chỉ có một mình đi làm thôi, thì rất là cần thiết để mà tham gia vào bảo hiểm nhân thọ để mà phòng tránh những cái rủi ro sau này. Như vậy thì trên thực tế cái nhu cầu mà để sử dụng cái sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hiện nay đó, nó đã thay đổi như thế nào và nó có khác gì nhiều so với cái thời gian trước không, thưa anh Dũng? Chị nói rất là đúng, tức là trong một gia đình ý, cái người đi làm, ở đây mình gọi là người trụ cột ấy, tôi nghĩ là cái đối tượng đầu tiên là cần phải tham gia bảo hiểm. Bởi vì khi xảy ra những cái sự không may đối với người đó thì ảnh hưởng đến những người phụ thuộc, cha mẹ già hay con cái của mình. Cho nên cá nhân tôi đánh giá là cái việc người trụ cột ấy là người đương nhiên là phải là đối tượng tham gia bảo hiểm đầu tiên. Còn mình ngoài người trụ cột thì thường các gia đình cũng hay tham gia bảo hiểm cho con cái để trong tương lai nó các cháu đi du học hoặc là gì đó có một cái nguồn vốn để vào đời. Thì đó là một cái sản phẩm cũng rất phát triển ở Việt Nam. Thế về cái xu hướng sản phẩm ấy thì hiện nay nếu mà theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam thì cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm cao nhất vẫn là những cái nhóm sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp. Thế còn những năm gần đây thì cái sản phẩm liên kết đầu tư, tức gồm có yếu tố bảo vệ và yếu tố đầu tư thì cũng tăng trưởng rất là nhanh. Và giờ ví dụ như sản phẩm hỗn hợp bây giờ chiếm được khoảng 40-45% trong tổng cái doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ của thị trường, thì sản phẩm đầu tư giờ cũng tới khoảng sấp xỉ 44%, tới kém 1% thôi. Còn lại là khoảng độ 8% là những nhóm sản phẩm quyền lợi bảo hiểm bổ trợ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nghèo vân vân, rồi chỉ 1-2% là bảo hiểm về từ kỳ và khoảng 1% về bảo hiểm hưu trí thôi. Đó, cho nên là về bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm đầu tư vẫn là những cái sản phẩm bảo hiểm chủ đạo trong bảo hiểm nhân thọ. Có những cái quan điểm cho rằng là mọi người cần phải nên tách bạch ra cái việc là chúng ta tham gia bảo hiểm nhân thọ để mà phòng ngừa rủi ro, chứ không phải là một cái công cụ để đầu tư. Tại vì nếu như mà đầu tư mà so sánh với các kênh đầu tư khác, ví dụ như là gửi tiết kiệm hoặc là mua vàng hoặc là mua bất động sản rồi chờ giá lên này nọ, thì chắc chắn là cái lợi suất mà của bảo hiểm nhân thọ mang đến thì sẽ không bằng. Nhưng mà chúng ta sẽ bàn sâu về cái sản phẩm hỗn hợp như là anh Dũng nói ban nãy. Nhưng mà về cái quan điểm này thì theo anh Hùng, chúng ta có nên ngay từ đầu cần phải tách bạch ra hay không? Theo tôi nghĩ thế này nè, là bảo hiểm thì cái xuất phát đầu tiên của nó là ở chỗ là tạo ra một cái quỹ chia sẻ rủi ro. Tuy nhiên là theo sự phát triển của lịch sử bảo hiểm thì nó không chỉ là như vậy, mà nó có thể tạo ra một cái quỹ tiết kiệm mà các loại hình bảo hiểm nhân thọ cho trường hợp sống là như vậy. Cái nữa là đến một lúc nào đó sự phát triển của thị trường tài chính thì các cái sản phẩm tiết kiệm đó cũng đồng thời là kết hợp với những sản phẩm đầu tư. Như vậy thì nó ở ba cái cấp độ. Cấp độ đầu tiên là đảm bảo cho rủi ro, thứ hai là tạo ra quỹ tiết kiệm, và cấp độ thứ ba là tăng giá trị cho người mua bảo hiểm ở các sản phẩm đầu tư. Thì tôi nghĩ là chuyện đó nó phụ thuộc vào là cái mức độ phát triển của nền kinh tế và cái gia tăng cái dân trí của xã hội. Như vậy thì đến thời điểm này thì tôi nghĩ rằng là thị trường Việt Nam có thể đủ sức phát triển ở cái mức cao nhất rồi, chứ không còn là ở cái mức đầu tiên
là chỉ để bảo vệ cho rủi ro. Thông thường thì đối với lại cái lãi suất cũng như là cái mức độ sinh lời của sản phẩm mà bảo hiểm kết hợp đầu tư này đó so với là những cái kênh đầu tư khác thì nó như thế nào, nó có một cái mức độ tương quan như thế nào ạ? Đấy cũng là một cái người dân hay so sánh, so sánh cái gọi là lợi nhuận đầu tư vào bảo hiểm với cả là kênh gửi tiết kiệm hay là đầu tư vào chứng khoán hay là mua vàng. Thì tôi phải nói rằng là rõ ràng là cái việc mà đầu tư vào bảo hiểm ấy, thì cái lãi suất, nếu mà so lãi suất tiền gửi của ngân hàng, tiền gửi có kỳ hạn ấy, thì chắc chắn là không bằng được. Bởi vì sao? Tức là cái tiền ấy, bảo hiểm nó quan trọng nhất là cái yếu tố quan trọng nhất là yếu tố bảo vệ. Mình để ra một lượng tiền nhỏ nhưng khi bị rủi ro xảy ra với cái người tham gia bảo hiểm, ví dụ như tử vong, ví dụ như là thương tật toàn bộ bệnh viện, ví dụ như nằm viện vân vân, thì những cái phần đấy là phần mà doanh nghiệp bảo hiểm chi trả, đấy là yếu tố bảo vệ. Cho nên yếu tố bảo vệ vẫn phải luôn đặt lên hàng đầu. Chứ còn đầu tư mà gọi là để sinh lời thì không phải là cái mục đích đầu tiên của bảo hiểm. Đó, cho nên là cái quan trọng. Còn ngân hàng thì chúng ta gửi tiền vào ngân hàng, chúng ta sẽ được hưởng một cái lãi suất, những cái đó nó không mang lại sự an tâm. Bởi vì có thể là nhận cao hơn, nhưng mà khi mà anh bị tai nạn, anh bị tử vong thì anh không có một cái tiền thì là bồi thường cho những cái rủi ro như thế. Cũng như chúng ta nói ban nãy là cần phải có những cái giải pháp để mà cải thiện cái sự minh bạch cũng như là cái sự cam kết hợp tác giữa hai bên, cái bên doanh nghiệp cung cấp sản phẩm cũng như là cái khách hàng. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta nói nhiều đến cái thời đại công nghiệp 4.0 và cái việc này nó đã ảnh hưởng tích cực rất là nhiều đến rất là nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó có ngân hàng và những cái cấp cơ quan quản lý. Và đối với bảo hiểm thì nó hiện tại nó đã đến ở cái mức độ nào rồi và có thể áp dụng được ngay tại thời điểm này hay chưa anh Dũng? Thực ra cách mạng công nghiệp 4.0 bây giờ chúng ta cũng hay nói, nghe nói đến cách mạng của cách mạng này ở khắp nơi. Thực ra nó cũng mới thôi, kể cả trên thế giới nó cũng mới bắt đầu thôi chứ không phải là một cái quá trình dài rồi. Ở Việt Nam thì càng mới nữa. Mà ngành bảo hiểm thì cũng rất là mới. Tuy nhiên nếu mà ở thị trường nước ngoài, những thị trường nước ngoài thì cách mạng 4.0 nó đã tạo ra những cái gọi là mới với đột phá. Ví dụ như là chuyện áp dụng trí tuệ nhân tạo trong cái việc mà sử dụng thay cho thẩm định viên bảo hiểm. Tức là dùng trí tuệ nhân tạo đọc thay hồ sơ thẩm định bảo hiểm. Ví dụ như là công ty của Nhật, các công ty Fukuoka, người ta mua cái phần mềm, cái hệ thống, cái chương trình là IBM Ocean Explorer, là thay thế cho những đội ngũ thẩm định viên. Nó vừa giảm thiểu được thời gian để giải quyết xử lý hồ sơ khiếu nại, vừa là tiết kiệm rất là nhiều, tiết kiệm được về lao động. Hoặc là ví dụ như là công nghệ 4.0 cũng tạo ra những cái mô hình kinh doanh mới, ví dụ như Fransurance của nước Đức từ năm cái đầu mấy năm, từ năm 2010 cũng dùng rồi bán hàng, bán bảo hiểm qua mạng xã hội. Đấy là những cái mà công nghệ 4.0 mang lại. Ở Việt Nam thì các doanh nghiệp bảo hiểm đang rất tích cực áp dụng những cái thành tựu của công nghệ này vào, ví dụ thông qua những cái hệ thống chatbot, thông qua cái gọi là cái rút ngắn thời gian giải quyết bồi thường, ví dụ như Gen Claim của Generali thì cũng dùng cái đấy. Hoặc là các doanh nghiệp là đang bây giờ là áp dụng công nghệ để mà số hóa hoàn toàn quy trình, tức là không dùng giấy tờ văn bản nữa. Dạ, như vậy thì theo anh Hùng thì cái việc mà thay đổi coi như là toàn bộ cái bộ mặt của ngành bảo hiểm đến từ cái công nghệ mới này thì nó sẽ ở mức độ như thế nào? Tôi nghĩ rằng nếu như xác định đến cái việc mà thay đổi toàn bộ thì đó là một cái tương lai cũng khá là dài. Dạ. Nhưng mà giờ trước mắt thì mình một cách cụ thể thì nó như thế này. Tôi nghĩ rằng là hiện nay các cái sản phẩm mà là kết quả của phát triển cái công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực mà công nghệ thông tin đó, thì có thể thấy rằng là người dùng các cái thiết bị thông minh, rồi người dùng sử dụng là kết nối không dây, rồi cái kết nối đó nó không chỉ là kết nối giữa người này với người kia mà là đa kết nối. Nó sẽ tạo ra một cái khả năng để cho cái khách hàng bảo hiểm đó, là dễ dàng tiếp cận doanh nghiệp bảo hiểm, tiếp cận nội dung sản phẩm của doanh nghiệp bảo hiểm và quyết định tham gia bảo hiểm một cách chủ động và có cam kết. Tại sao tôi nói có cam kết ở chỗ này? Là với một cái thiết bị đeo của mình chẳng hạn, thiết bị đeo thông minh, thì nó không chỉ là có cái chuyện là phục vụ như là một cái điện thoại, mà nó có thể là theo dõi tình trạng sức khỏe của một người dùng. Và nếu như mà dữ liệu đó, dữ liệu liên quan đến nhịp tim, liên quan huyết áp, vân vân, liên quan đến sức khỏe, có thể nếu như có một cái cam kết đối với lại một cái cơ sở chăm sóc y tế thì nó sẽ để ở đâu đó. Và
chia sẻ được. Vậy thì nếu như mà người dùng căn cứ trên số liệu đó để cho thấy rằng là mình cần có thể đảm bảo cái chi phí về y tế và cần phải có mua một loại bảo hiểm về sức khỏe gì đó, thì lúc đó họ sẽ chủ động tìm kiếm những sản phẩm để đáp ứng cho chính tình trạng của mình. Vâng, và mọi người thì chắc là cũng hiểu rất là nhiều về lợi ích cũng như là cái thuận lợi mà khi tham gia vào bảo hiểm nhân thọ. Nhưng mà như anh nói là một cái quan tâm là làm sao lựa chọn doanh nghiệp cung cấp nào cho phù hợp, sản phẩm nào cho phù hợp, thì đây cũng là một cái mối quan tâm rất là nhiều của quý vị khán giả, và chúng ta sẽ cùng bình luận nhiều hơn về cái vấn đề này ở phần tiếp theo của chương trình. Cảm ơn anh. Và thưa quý vị, các kênh phân phối các sản phẩm bảo hiểm, trong đó có bảo hiểm nhân thọ, và lựa chọn như thế nào là phù hợp nhất sẽ là nội dung mà chúng tôi sẽ được trao đổi tiếp theo ở phần sau của chương trình Câu chuyện kinh doanh.